Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Đây, mình sẽ tô màu hai cái con nhà gấu cho các bạn xem nha. Đây nữa, mình sẽ tô màu một con ong cổ cho các bạn xem. Đây, video này mình sẽ tô màu con vượn đang đi cho các bạn xem. Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ tô màu con gà trắng nhé. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ tô màu con chó miền. Bây giờ mình sẽ tô màu nhé. Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ không đi học à? Màu châu chấu cu tê à? Hả? Không đi học á? Để cái gì? Màu đâu, cũng chưa lấy nghịch màu đẻ đâu. Màu đây, để nó màu hơn cho cậu. Đẻ đây. Như vậy video của mình đến đây là kết thúc rồi. Video hai mẹ con nhà gấu nha. Còn đây ông cụ này các bạn, chú vượn. Như vậy là mình đã tô xong video. Như vậy là video con chó biển mình đã tô màu xong. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Video này mình sẽ tô màu con chó nhại nha. Bây giờ con châu chấu cu tê mình đã, bây giờ mình đã tô màu xong. Nếu các bạn thấy nhiều và thấy hay, hãy cho mình like và đợi đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn đây mình sẽ tô màu con vượn đang ngủ. Đây mình sẽ tô màu chú chuồn chuồn con. Các bạn hãy cùng đón xem mình tô màu nhé.
Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ làm video tô màu gấu trúc. Bây giờ mình sẽ tô màu lên nha. Xin chào tất cả các bạn, video này mình sẽ làm video tô màu con chó. Bây giờ mình sẽ bắt đầu tô màu. Con nói không hỏi. Nó mới vào đấy nhỉ? Năm hả? Năm video này mình sẽ làm video tiêu gạo cỏ tô màu. Bây giờ mình sẽ làm tô màu. Như vậy video của mình đến đây là kết thúc rồi nha. Các bạn thấy hay hay không thì like, mình đăng ký kênh, mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Hay luôn video này mình có một rất chi đẹp này. Đây, chúng con đây, một sắc rất chi đẹp.